Thưa quý vị, tiếp nối phần tin 24 giờ là các bản tin có liên quan đến Việt Nam cho biết. Bộ trưởng Mattis thúc giục Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 1 tháng 6 nói rằng nước ông đang cân nhắc việc bàn giao máy bay huấn luyện và các thiết bị khác cho Việt Nam để tăng cường quan hệ giữa quân đội hai nước. Gặp gỡ bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói với Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Ngô Xuân Lịch rằng Hoa Kỳ muốn ký các văn bản để đặt nền tảng cho những hợp tác cao hơn. Theo bản tin San Diego Union Tribune, Bộ trưởng Mattis nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Tờ báo này cho biết cả hai quốc gia cũng đang tiến đến kế hoạch để Hoa Kỳ đưa phi cơ huấn luyện và phi cơ không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế. Trước cuộc gặp với Bộ trưởng Lịch hôm 25 tháng 5, vài ngày trước khi lên đường đi Singapore, Bộ trưởng Mattis đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và thảo luận các cách thức để tăng cường hợp tác song phương về an ninh hàng hải trong bối cảnh vẫn có nhiều căng thẳng ở Biển Đông. Nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an tạm giữ trước phiên phúc thẩm Hội Anh Em Dân Chủ. Nhà báo Phạm Đoan Trang là biên tập viên của các trang mạng Việt Nam Right Now và Luật Khoa Tạp Chí, cũng là người viết cuốn Chính trị Bình Dân bị cho là nhạy cảm ở Việt Nam, đã vừa bị công an ép đi làm việc vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 6 tại Hà Nội trong nhiều giờ đồng hồ liền, mà gia đình và bạn bè không biết cô ở đâu. Trang Việt Nam Human Rights Defenders trích thông tin từ Facebook Trịnh Kim Tiến cho biết như vậy vào hôm 2 tháng 6. Theo Facebooker Trịnh Kim Tiến, thì nhà báo Phạm Đoan Trang từ Sài Gòn về Hà Nội vào đêm ngày 1 tháng 6 đã bị an ninh bắt đưa về nhà riêng ở Lê Đức Thọ, đồng thời cho người canh gác khu chung cư này suốt cả đêm. Trang Facebook Trịnh Kim Tiến viết rằng, nhà báo Phạm Đoan Trang về Hà Nội để thăm mẹ và để ủng hộ tinh thần cho những người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ sắp bị đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6. Đây là lần thứ ba nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an bắt cóc đi thẩm vấn trong năm nay. Lần đầu là vào ngày 24 tháng 2, khi cô bị công an bắt giữ suốt 10 tiếng đồng hồ để thẩm vấn về cuốn Chính trị Bình Dân. Lần thứ hai là vào ngày 8 tháng 3, khi an ninh bắt cóc cô để ngăn cản cuộc gặp giữa nhà báo và đại diện văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền. Thưa quý vị, ngân sách Việt Nam 2017 có độ minh bạch thấp. Ngân sách Việt Nam năm 2017 đạt điểm thấp về độ minh bạch công khai theo kết quả của một khảo sát quốc tế về chỉ số minh bạch ngân sách toàn cầu. Kết quả khảo sát chỉ số công khai minh bạch ngân sách nhà nước Open Budget Index 2017 do Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế IPP thực hiện ở 125 quốc gia cho thấy Việt Nam đạt 15 trên 100 điểm về độ công khai minh bạch. Mức điểm này giảm hơn so với năm 2015 khi Việt Nam đạt 18 trên 100 điểm, đặt Việt Nam trong nhóm thứ 5 trên toàn cầu, ít công khai nhất. Cũng theo khảo sát này, Việt Nam năm 2017 đạt 7 trên 100 về sự tham gia của công chúng và 72 trên 100 điểm về khả năng giám sát của cơ quan lập pháp và kiểm toán. Báo cáo 2017 của tổ chức IPP khuyến nghị Việt Nam nên có các phiên điều trần về dự thảo ngân sách hàng năm, trong đó người dân và các tổ chức dân sự có thể lên tiếng. IPP cũng khuyến khích Việt Nam có cơ chế cho người dân tham gia vào các điều tra kiểm toán phù hợp. Hai du khách Việt Nam bị đâm chết trong khách sạn ở Las Vegas. Hai người du khách Việt Nam được phát hiện đã bị đâm chết trong phòng của họ tại khách sạn Circus ở Las Vegas vào hôm 1 tháng 6, theo báo chí địa phương cho biết như vậy. Nguồn tin cho hay hai người này, một nam và một nữ, thuộc một nhóm du khách trước đó đã ghé thăm Los Angeles. Nhà chức trách cho biết, hai người Việt lẽ ra phải tập trung với nhóm du khách để đi tham quan Grand Canyon, nhưng họ đã không xuất hiện. Khi hai người không có mặt, cảnh sát được gọi đến kiểm tra và họ đã thấy thi thể của hai người trong phòng. Hai du khách dường như đã bị đâm nhiều nhát. Chưa có thông tin về nghi phạm được công bố. Nhà chức trách nói rằng vụ này là một vụ riêng rẽ. Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy tiếng ồn giống như là một cuộc cãi vã vào lúc khoảng 2 giờ sáng. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục. Tin liên quan đến giải trí cho biết nữ ca sĩ Omara Portendo ra mắt album mới. Thưa quý vị, ca sĩ người Cuba Omara Portendo,
một trong những gương mặt sáng giá của Buena Vista Social Club, vừa ra mắt album mới mang tựa đề Omara Siempre tại thủ đô Havana của Cuba. Mặc dù bước sang tuổi 87, nhưng giọng hát của Portendo vẫn rất điêu luyện. Bà được nhiều cư dân bản xứ mang ra so sánh với Edith Piaf và Billie Holiday. Nữ ca sĩ cao tuổi hy vọng album của bà sẽ giúp cộng đồng thế giới có cái nhìn am hiểu hơn đối với nền âm nhạc Cuba. Trước đây, Omara Portendo từng có cơ hội hợp tác với nhiều ca sĩ địa phương khác như Aimee Nuviola và Isaac Delgado. Album trước đây mang tựa đề Gracias do đích thân Omara Portendo trình bày đã được trao tặng giải thưởng cao quý Grammy. Thưa quý vị, bộ phim Black Panther đã thắng lớn tại lễ trao giải Golden Trailer Awards. Bộ phim bom tấn Black Panther không chỉ là mưa làm gió tại Hoa Kỳ, mà còn gặt hái được nhiều thành công tại các rạp chiếu bóng trên toàn thế giới. Mới đây, trailer giới thiệu bộ phim còn mang về nhiều giải thưởng lớn tại lễ trao giải Golden Trailer Awards ở các hạng mục như Best in Show, Best Actions và Best Music. Ngoài ra, bộ phim này còn đánh bại đối thủ nặng ký Avengers Infinity Wars khi đứng đầu danh sách những bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải MTV Movie and TV Awards, vốn được ấn định diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm nay. Các vai diễn trong bộ phim Black Panther hầu hết đều do các diễn viên da màu đảm trách. Bộ phim này lấy bối cảnh tại một quốc gia hư cấu ở Phi Châu. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ Hai 4 tháng 6 cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Tại đây, mưa được dự báo từ buổi sáng lên đến 100%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 53 và thấp nhất là 48 độ. Gió đông bắc thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ. Tại New York City, bầu trời nhiều mây âm u và mưa cũng dự báo lên đến 80%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 68 và thấp nhất là 56, gió bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Tại Washington DC, khí hậu khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất dừng ở mức 60. Gió tây bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và trong ngày dự báo mưa chỉ vào khoảng 10%. Chuyển sang Atlanta, bầu trời nắng đẹp tại đây với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 85 và thấp nhất là 61 độ. Gió tây bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Orlando, tiểu bang Florida, mưa và sấm sét có thể vào buổi sáng và dự báo 40%. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 90 và thấp nhất là 75 độ. Gió tây thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Tại Chicago, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 63. Gió tây bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và buổi chiều dự báo mưa vào khoảng 40%. Dallas tại tiểu bang Texas, bầu trời đầy nắng với nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất dừng ở mức 72 độ. Gió đông nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và vào buổi chiều dự báo mưa lên đến 50%. Tại Houston, mưa và sấm sét ngay từ buổi sáng và dự báo 50%. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 90, thấp nhất 75 độ. Gió đông nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Chuyển sang Seattle, bầu trời chủ yếu là mây với nhiệt độ trong ngày cao nhất vào khoảng 62 và thấp nhất dừng ở mức 49. Gió tây thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa dự báo trong ngày vào khoảng 20%. Tại San Jose, khí hậu tuyệt đẹp với nhiệt độ cao nhất là 78, thấp nhất vào khoảng 53. Gió tây bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo 10% vào buổi chiều. Và cuối cùng là tại Los Angeles, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 79 và thấp nhất là 62. Gió tây nam thổi nhẹ, ít hơn 3 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.